Ai đem con sáo sang sông cho sáo sổ lòng, cho sáo sổ lòng, sổ lòng bay xa con sáo bay xa, sổ lòng bay xa con sáo bay xa. Ai mùa con sáo trong tranh, con sáo trên cành, con sáo trên cành, đầu cành cây chanh, con sáo cây chanh, đầu cành cây chanh, con sáo cây chanh. Lan à, con ra con phải anh Điệp con qua chơi không? Mở cổng cho nó đi. Không phải đâu ba ơi, ở trên nhà Việt người ta đem dược trình xuống cho ba. Vậy mà ba tưởng tại ba không để ý chứ. Anh Điệp anh qua đây hoài à, con vợ nó quen hơi rồi, nó đâu có sủa. Phải rồi, chuyện gì chứ chuyện đó làm sao ba để ý bằng con được. Ba hễ dắn nó là bay trong đứng trong ngồi, mà nhắc tới là mắc cỡ đó mặt đó mày, làm như là mới trộm nhớ thầm thương. Trong khi cái chuyện hôn nhân cha nhà mẹ đôi bên hứa với nhau lâu rồi à. Để coi coi, hồi thằng Điệp mới vừa bập bẹ, còn bấy thì nằm trong bụng mẹ. Mười mấy năm qua rồi thế sự đổi thay, cha của thằng Điệp đã theo ông theo bà, một mình chỉ cử bên nhà sớm hôm lo tặng táo để nuôi con, nên người học hành cho tới nơi tới chốn. Cái chuyện hèn sang như con nước rồng nước lớn, quý là cái nghĩa cái nhân cái lòng già đôi chơi nhau. Bây đừng có bày đặt trứng mà đòi khôn hơn rẳng. Bây chặn đầu chặn đuôi sợ ba đổi ý đó hả? Không có đâu con, nhà mình mấy đời rồi giữ tròn điều tính nghĩa. Nếu có chuyện gì trắc trở rồi mai ngày chết xuống dưới mặt mũi nào ba nhìn anh cử. Ba ba bình trà nóng rồi đó ba. Ba đọc nhật trình đi nha. Để xuống giả cho rồi mấy chục nét mới ba biểu chiều nay đem qua cho bác cử đó. Để đó cho ba. Con nhớ đem qua cho kịp chiều nay ha. Để thằng Điệp nó về cho hay thi đậu, sẵn chỉ nấu nồi cơm nếp cúng ông bà rồi mừng cho nó luôn nha. Dạ. Nè con à, có phải bằng thành chung là bằng đích lôn nó phải không con? Dạ phải. Vậy là anh Điệp bay đậu rồi. Mà điều ở đây nó họ in lộn chữ B thành chữ N, thành ra đó là Vũ Khắc Điện. Vậy chắc là người khác đó ba. Bay đừng có khôn hơn tao. Nhật trình họ in lộn họ cáo lỗi hoài đó không thấy sao? Tao nhất định Vũ Khắc Điện là làng. Dạ là người khác đó bác. Ủa cháu mới về đó hả? Dạ. Anh Điệp con về rồi nè Lan ơi. Cháu nói đó là tên người khác. Còn cháu dạ cháu rớt rồi bác à. Rớt? Dạ. Vậy là làm sao? Dạ cháu cũng đâu biết làm sao. Trời đất ơi, mà ngang nó gầm mặt. Ủa trời ơi, học tài thi phận mà hơi đâu cháu buồn. Không, đâu phải người nào học giỏi cũng thi đậu hết đâu. Hơn nữa cái bằng cấp mà nó chỉ là cái bằng cấp thôi phải không cháu? Dạ. Giả là ở đời có người hơn nhau bởi nhiều lẽ, tánh tình nè, danh dự nè, phải không? Dạ. Chứ đâu phải chỉ có cái bằng cấp, phải không? Dạ. Bằng cấp mà ăn thua gì, phải không? Dạ. Mà nè, còn thi kỳ nhì nữa phải không cháu? Dạ. Kỳ này ráng đậu nha, coi vậy cho đàn bà họ coi trọng chữ công danh lắm đó, nghe không? Dạ,
cháu cũng cố gắng hết sức để mẹ cháu khỏi buồn lòng, bác và em Lan khỏi thất vọng. Nhưng cháu ân hận hết sức. Thôi, nói là nói vậy rồi chứ bác có trách móc gì cháu đâu. Chuyện gì lỡ rồi, thua keo này mình bày keo khác, rớt kỳ này mình ráng đậu kỳ tới, thấy không? Thôi để bác kêu con Lan lên đó rồi cháu liệu mà nói với nó. Mấy dạ. Bữa nay rồi nó trông cháu dữ lắm đó nha. Ráng mà ngã Lan à. Dạ thưa bác, cháu ghé cho bác hay tin rồi, còn phải về thưa lại với mẹ cháu. Cháu còn phải dạ để bữa khác cháu qua, còn bữa nay dạ thưa bác cháu về. Đếp còn cái thằng là cái còn mà Lan à. Lan dạ. Con đem nếp qua cho bác cử nha. Rồi lửa lời mà an ủi thằng Điệp, và kẹo nó buồn tội nghiệp đó nha. Đi đi con đi. Điệp à. Dạ. Con qua bển báo tin con thi rớt. Con thấy bác Tú có buồn không con? Dạ bác Tú không có được vui. Phải rồi. Vui sao được, tuy mẹ là người đẻ ra con, nhưng bác Tú mới là người tận tình lo lắng cho con. Kể từ ngày cha con bạc số mất đi đi, cánh mẹ qua con côi, dù mẹ tạo tần hôm sớm vàng lao, nhưng vẫn thiếu trước cái hụt sao. Nhờ bác Tú tận tình đùm bọc, gia đình ta mới có được ngày nay. Nhưng con ăn học chẳng thành tài, làm cho mẹ buồn, bác Tú chẳng được vui, chắc Lan cũng nặng lòng lo. Dân con nó lùi tới hằng ngày, nhờ vậy mẹ cũng bớt cái buồn. Gần ngày con thi thấy mẹ băn khoăn lo ngại, nó an ủi rằng con sẽ đậu thật cao. Nhưng rồi con đã làm cho mọi người thất vọng. Con cũng đừng buồn. Mẹ nói như vậy không phải để trách cứ gì con đâu, nhưng mẹ muốn nhắc cho con nhớ là bác Tú và em Lan đã lo lắng cho con nhiều lắm, giúp đỡ cho nhà mình nhiều lắm. Con gắng mà đừng phụ lòng họ. Chứ còn mẹ, mẹ đẻ ra con mà, tốt xấu hay dở gì con cũng là con của mẹ. Mẹ hay là hay là mình thưa với bác Tú xin hủy bỏ lời giao ước đi. Con nói gì kỳ vậy? Hay là bấy lâu nay con lên tỉnh học rồi bộ con có để ý? Dạ không có đâu mẹ. Lúc nào con cũng kính trọng bác Tú, yêu mến em Lan, nhưng con thấy mình thọ ơn nhiều rồi, mà con thì học hành không ra gì, thi cử công danh thì lận đận, ràng buộc với lời giao ước cũ chỉ làm buồn bác Tú, làm khổ em Lan thôi. Nên con đã lén gửi cho Lan bức thư trình bày đầu đuôi như vậy đó. Điệp, bọn mày điên rồi hả? Sao mày... Dạ thưa bác, ba con biểu con đem qua bác mấy chục nếp mới để bác nấu chè, để cúng ông bà gian giái cho anh Điệp được may mắn ở kỳ thi sau. Anh ở bên nhà cứ gửi đồ qua cho hoài hả? Con về nói là bác cảm ơn nghe con. Dạ. Anh Điệp của con mới vừa nhắc tới con cái là con qua tới hả? Thôi bây giờ con ở đây nha, để bắt ra ngoài sau bắt ba chén chè này nữa lá cúng bắt trai. Ở đây nghe con. Dạ thưa bác. Dạ. Lan. Dạ. Lan có nhận được thơ tôi gửi chưa? Dạ rồi. Lan đọc chưa? Dạ rồi. Mà Lan đọc kỹ chưa? Nhăn nheo hết vậy mà sao không kỹ? Vậy Lan hiểu lòng tôi không? Hiểu chứ sao không. Nhưng mà ác quá. Tôi hiểu bụng người ta, mà sao người ta không biết vô cái bụng dạ của tôi? Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ. Nếu không muốn cho tôi khổ, sao còn biên thơ nói như vậy?
Mà hồi nào tới giờ có khi nào tôi mở miệng than khổ với ai đâu. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta, coi như yên phận rồi. Dù hồng có nói ra từ mấy năm qua khi gần như lúc xa, dù chưa có nói lại nói qua nhưng đã coi như một nhà. Tôi coi bác như mẹ già, tôi nghĩ anh cũng thiên hà. Ai dè người ta tính gần tính xa. Lan à, tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tâm chồng. Tương lai thật là tối tăm. Cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cũng số phận mà thôi. Hay là tại tôi dốt nát quê mùa nên người ta bài điều đắng đổi thay. Tôi mà có lòng dạ như vậy, xin đất trời đoán mạng đi cho. Thôi thôi, đừng có thề nữa, tôi tin rồi. Lan tin rồi hen. Ừ, nhưng mà phải bỏ cái thơ đó tôi mới chịu à. Nói thiệt nha, đọc mấy chữ biên đó tôi ấm mất trong bụng, mà nước mắt nó cứ chảy hoài à, cầm không có đặn. Thật là tôi chỉ làm khổ cho mọi người. Lan, Lan cho tôi xin lại bức thơ đó đi, tôi sẽ bỏ cho Lan bằng lòng. Mà không có được nói như vậy nữa nha. Không, không bao giờ tôi làm lỗi như vậy nữa. Lan đừng buồn nữa nha. Ừ, tôi hết buồn, hết giận rồi. Thôi, ở đây nha, để tôi xuống phụ với bác nấu chè. Ở đây có hai đứa nói chuyện, rửa ai thấy người ta cười chết. Ở đây nha. Bác để con coi nồi chè cho. Bác lên nhà trên dọn bàn thờ bác trai đi. Coi kìa, sao con không ở trên? Dạ, thôi. Thôi cũng được. Điệp à, con có nói chuyện đó với nó chưa? Dạ, con lấy bức thơ lại, con xé bỏ rồi. Ờ, vậy mới được. Con đừng có ý nghĩ nông nổi rồi làm tầm bậy. Bác Tú bắt giận, mà con Lan nó cũng buồn. Ờ, mà con tính chừng nào con trở lên tỉnh vậy Điệp? Dạ, con tính đi nổi bữa chiều nay, để kịp chuẩn bị bài vở thi kỳ nhì. Và luôn tiện con ghé nhà bác Phủ. Ủa, bác Phủ nào mà con chưa nói lại cho mẹ nghe? Dạ, bác Phủ Trần là bạn cũ của cha con đó mẹ. Hôm trước dịp tình cờ bác ấy có gặp con, hỏi thăm hoàn cảnh mình hiện nay. Chắc thấy cảnh mẹ qua con coi bác ấy cũng thương tình, mới biểu con ghé nhà rồi bác ấy tìm cách giúp cho. À thôi, mẹ nhớ ra rồi. Bác Phủ là bạn của ba con, mà cũng là bạn của bác Tú, ba của con Lan ở bển. Nhưng mà nghe đâu hồi xưa ổng với cha con không có mấy gì hòa thuận à. Người lớn mà ai để ý tới mấy chuyện lặt vặt hồi xưa đó mẹ. Con thấy bác Phủ có vẻ thương con và tử tế lắm. Bác hứa là sẽ giúp đỡ cho con kỳ thi này, và tìm cho con một chỗ làm ở trên dinh quận của bác đó, để cho con có tiền mà giúp đỡ gia đình và tiếp tục việc học. À, vậy thì cũng may cho con. Nhưng mà mình thọ ơn nhiều người quá rồi, cái mẹ sợ. Miễn là mình đừng bội bạc, đừng có quên ơn là được rồi, chứ sợ gì mẹ. À, thì mẹ nói vậy chứ con tính sao, miễn được thì thôi, chứ mẹ có nói gì đâu. Ui da, nóng quá. À, Lan à, để đó cho bác con. Bộ lát chiều đi hả? Chiều nay tôi đi. Bộ ở trển vui lắm hả? Đối với tôi, không ở đâu vui bằng ở đây, không chốn nào đẹp bằng chốn này. Mỗi ngày được gặp Lan, hầu chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này,
nên tôi phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lên để tôi an lòng mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Mà điều người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ve nhỏ kêu răng trên ngọn me tây ngoài nhà giếng. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong giá bồi hồi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra bên ngõ mong rồi giận hờn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sang sông sao hồng nhãn mệt mông. Thì hồi nào tới giờ tôi cũng về nghỉ hè rồi trở lên tỉnh, chứ đâu phải mới lần này. Sao mà Lan buồn quá vậy? Hồi nào tới giờ có lúc nào mình ở gần nhau hoài đâu. À có cái hồi nhỏ xíu chưa biết gì thì có. Phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì, nhưng không biết người ta có quên không, chứ tôi thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn người ta chịu tội thế cho tôi. Mới ràng ràng đây chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tỉnh học, thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt. Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện tay lòng đổi giả lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con ve sầu bắt đầu ngưng tiếng hát, lá bàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tựu trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mông lung. Sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi sao số lòng bay xa. Nói như vậy là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng dạ của tôi. Không phải tôi không tin, nhưng sao tự nhiên lần này tôi thấy buồn quá, thấy sợ. Nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó. Mà không phải tôi nghe lén nha, tại nói lớn quá tôi buông chè lên tình cờ tôi nghe. Ôi chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì. Trong lòng tôi không có ai ngoài Lan hết. Hơn nữa người ta giàu sang quyền thế, ai mà thèm nghĩ tới mình. Nếu có con gái họ cũng đâu có chịu gả cho cái thằng học trò đã nghèo còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Nếu có chuyện gì chắc tôi chết rồi. Chắc tôi đi tu á. Lan đừng nên nói gỡ vậy, không nên. Thôi mình bỏ qua chuyện đó nha. Chiều nay người ta đi ha. Hôm qua tôi mới đập cái ống được. Để coi, đồng 2, đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. 3 đồng 2 nè, cất đi, bỏ túi xài. Đi đường có khát nước uống nước, uống đậu đỏ mới lọt nha, chứ đừng ăn cà lem đau bụng à. Có chai dầu gió nữa nè, rưỡi có nhức đầu sổ mũi gì sức, uống cũng hay lắm. Hổm xuân nó cố ăn nó đau bụng dữ,
Chú cho nó uống có chút xíu cái hết trơn à. Thôi, Lan cất đi. Nhờ giả Lan với bác ở bên nhà hoài, tôi ngại quá. Không lấy hả? Không lấy tôi giận à. Chê hả? Tôi... Lấy đi mà. Ừ, vậy phải được không? Thôi, đi mạnh giỏi. Lên tới chỗ nhớ gõ dây thép gì cho bác gái biết tin nha. Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha. Ừ, đi mạnh giỏi nghe. Quan lớn gọi, bếp sạch, tiền diện. Việc đó thi hành chưa? Dạ đã xong, nhưng đang chờ kết quả. Tao dẫn cho nào có kết quả hắn vào cho tao biết. Dạ quan lớn gọi, chứ con đâu có gọi. Dạ đâu có tự nhiên con vào. Tự nhận chuông, đứa nào vào không được nữa là mày. Dạ đâu được quan lớn. Con là người tính cẩn của quan lớn mà. Để chuông kêu là có mặt con. Tiếng reng chưa dứt là có con tới. Con sáng hơi chuông, cho nên có đứa nó ác mồm, nó nói con như kênh sáng hơi thay ma vậy đó. Giỏi à. Cái thằng chó má đồ hồi trước nó cũng sáng hơi chuông như vậy, cho nên mới xảy ra nông nổi. Dạ quan lớn nói ai à? Còn ai vô đây nữa mà mày hỏi cơ hỏi cầu chứ? Cũng tại tao tin người, tính cẩn tay chân, cho nên mới xảy ra thất tệ như vậy. À thì ra quan lớn giận nó, cho nên quan lớn sai con sắp đặt gài nó ha. Mày sao cứ ôm xồm hoài? Đó là mày hại tao rồi chứ đâu phải mày hại nó đâu. Ủa vậy hả? Từ nay tao cấm nhắc tới cái chuyện cũ đó nữa nghe chưa? Dạ. Bây giờ mày đi vào trong nhà, mời bà mày ra đây cho tao nói chuyện coi. Dạ có ai à? Trời đất ơi, sao mày la làng lên như vậy? Hả? Tao biểu mày đi vào trong mời bà mày nghe chưa? Tao sao mày đứng đó mày la? Đồ chết bầm nè. Đi đi. Dạ. Ờ kìa, Liễu con, con ra quận đường chi đây con? Dạ má biểu con lên đây để thưa với ba là con không chịu chỗ đó đâu. À như vậy là má của con đã cho con biết rõ việc chọn lựa của ba. Tìm người nhận hôn nhân làm chủ kê thai là để gánh nhục cho gia đình, nhưng anh ta là một kẻ nhà quê, chức phận liền nhỏ nhen, thêm già khi qua nghèo hèn sợ xấu mà đi gánh nhục, thà là con vô ở trong chùa. Ở trong chùa đặng mày lang bang mang tiếng mang tâm vài năm, thêm một bụng tự tác tự tung rồi xấu hổ thêm ra. Con à, cái chỗ này là bạn cũ của ba, nghèo nhưng sạch dù rất miếng cơm, con đã ra tắc tệ mà đòi cao sang phú hộ đại nước mò trăng. Má thấy thằng Vũ khắc điệp tuy nghèo nhưng trẻ đẹp. Má, má nói Điệp còn trẻ và đẹp hả má? Thì tao coi mắt sơ sơ rồi. Còn vớt vát được điểm đó thì thôi, con chịu. Dữ ác khôn á. Vậy à, ông lo tiến hành gấp gấp đi nha, chứ để ngày qua ngày á, nó nở bị ngang cái chết tôi à. Uống đi cha, uống đi. Mới có vài ba ly mà ăn thua gì. Dạ cháu có uống đi chứ. Sao đâu cháu uống nè. Nam vô tổ như kỳ vô phong. Sợ. Có phong không phong gì nó cũng sụi lơ rồi. Bà phụ tôi coi, bà dìu nó, bà đưa nó vô phòng con Liễu coi coi nè. Chuyện gì đó, dặn đèn lên coi. Trời ơi, như vậy thì còn gì là gia phong nề nếp của nhà quyền quý nữa nè trời. Ông ơi, ông thương nhớ bạn cũ mừng chi, chú hai con hai cái. Ông nghĩ đến tình xưa mừng chi mà rước điếm nhục về nhà. Thằng khốn nạn, mày có nghe thấy việc gì đã xảy ra trước mắt mày không hả? Dạ con lỡ dạy, ba má tha cho con, để tình bằng hữu cũ mà tha cho anh Điệp. Trời ơi, sao cha của mày không có chịu đội mồ mà sống vậy, để chứng kiến cái cảnh này nè. Trời ơi là trời nè. Bác,
cháu đã trời 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 nó ngã là nó chết đâu ông ơi, coi chừng án mạng. Án mạng cái gì? Chỉ có án tiền dâm hậu thú mà thôi. Bà sửa soạn đi, để là ngày mai hai vợ chồng mình đến gặp mẹ nó mà hầu hoàn tất kế hoạch. Đó, đầu đuôi câu chuyện nó như vậy đó. Cũng vì cái chuyện đó mà vợ chồng tôi bắt buộc phải lặn lội xuống đây. Cũng tại ông bài chuyện đãi đặng rượu chè cho quá độ mới ra có sự đó. Trời ơi, bây giờ nó tác tệ như vậy rồi phải tính sao đây? Trời ơi, nó làm khổ làm chi vậy nè trời. Bây giờ quan lớn thân hành đến đây bắt tôi, thì mẹ quá con côi đành quỳ xuống đây xin chịu tôi. Thôi chị Cử, chị đứng lên đi. Kéo này rồi tôi phải đắc tội với người xưa. Dù sao đi nữa thì gian nó cũng đã lỡ đóng thuyền rồi chị. Vậy chị nhờ mối lái đến dạm hỏi, tôi gạo phước còn thí liễu cho thằng Điệp cái cho rồi. Thôi được rồi, bấy nhiêu lời đó cũng đủ lắm rồi. Để cho chị Cử chứ lo liệu. Chị lo sao để chị lo nghe chị Cử. Vợ chồng tôi xin phép kiếu từ. Điệp, Điệp ơi, mày gây chơi chuyện khổ quá vậy Điệp. Hương hồn của cha mày chắc cũng hổ lê với chính suối. Nhà cửa thiếu trước hụt sau dày đây nè, thì làm sao mà đủ lễ để cưới con quan? Bằng như quyết liệt từ nan thì làm sao cho khỏi tội tình với người trên trước. Mẹ, con hư đốn quá, kiên dược quá, con bàng hoàng như cơn ác mộng. Con ơi, đành là giữa cuộc sống bả dinh qua mùi phu quý lắm khi cũng che mờ nghĩ lực. Con người vốn dĩ sinh ra muôn đời ham muốn. Mẹ nuôi con còn sợ con thiếu thốn từng giọt sữa hột cơm. Sợ con thèm khát chết chồng thêm. Rồi lớn lên trong cuộc sống bon chen không tránh được sai lầm. Biết bao năm giao quân còn điên dại một lần, thì cầm bằng như bỏ hết, dẫu chết được liền mẹ cũng chẳng an tâm. Cha con giữ đạo thanh bần cho đến chết, của cái thì chỉ còn chút khiết thi tâm. Đến cửa nhà giàu mà không giữ được tâm thân, để chạm giấy mực ô nhục mang hẳn ràng. Con chưa từng uống rượu nên mới ra nông nổi, giờ có hối thì cũng chậm mất rồi. Phải khi người ta còng đầu mày, bắt mày làm tình làm tội thì cũng dễ xử cho mẹ. Đằng này trời ơi, họ không làm thế. Người ta biện tình bằng hứa với cha con ngày trước để bao che tội lỗi cho mày, còn hứa hẹn đỡ nâng đưa mày vào dòng vinh hiền. Đành rằng người ta có lòng nhân hậu với con cái của bạn bè, nhưng cũng muốn dùng mày làm bình phong che tiếng xấu. Mẹ thắc mắc lo âu, sợ thiên hạ chê cười mình tham sang phụ khó. Sợ cha mày dưới cửa nguyên xấu hổ, vì vợ con đã bội ước dâm nguyền. Chuyện chỉ phúc giao hôn với gia đình ông Tú, mẹ coi như lời thề tôi khẩn linh thiêng. Dù cho biển cạn non mòn, dẫu con tù tội mẹ cũng đành thôi con. Cảm ơn mẹ. Chân tình thành khẩn của mẹ làm cho con thấy nhẹ nhõm lương tâm, và xấu hổ cũng dời đi đôi chút.
con sẽ đến phủ đường phân biện thiệt hơn và bằng lòng thọ phạt nếu quan phủ thay lòng đổi dạ. Mình nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo nhân nghĩa nghe con. Có một điều con xin mẹ giữ cho là đừng tiết lộ việc này với gia đình Bắc Tú. Tuy mơ màng chưa rõ mình có phạm tội hay không, nhưng con cũng thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ cho nàng đau khổ. Bình sanh mẹ không thích dối gạt ai. Gặp Bắc Tú mày, mày liệu nói làm sao đó thì mày nói. Tôi biết hết rồi. Chuyện này theo tôi nghĩ chỉ có một cách giải quyết cho ổn thỏa, đó là làm theo ý ông bà phủ. Kìa anh, dạ, dạ anh mới qua. Dạ, mời anh ngồi. Thiệt con cái nó làm cho mình khổ tâm quá. Dạ thưa bác, sao bác biết được? Con Lan, hồi nãy tôi sai nó qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện. Nó đứng ngoài hè, nó nghe hết. Nó mới chạy về nhà, vừa khóc vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều chớ có nói được gì đâu. Tôi cố dỗ dành hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở ha nghẹn ngào thưa qua. Như sét đánh bên tai, nhau rất tủi hổ, rất khổ sở trong lòng. Không hiểu cơ gì mà cháu lại gây điều tác tệ. Làm xót xa lòng mẹ, làm đau khổ bạn chung tình. Tôi muốn chết cho khỏi gai mắt chương tài. Chỉ có một thằng con trai mà nó nghĩ bà nghĩa dòng tình. Chuyện đã lỡ rồi mình hãy tìm phương giải quyết. Cho em đẹp để khỏi ai phải vướng bận trong lòng. Bận lòng thì chắc không ai tránh khỏi rồi. Làm sao gặp mặt anh hằng ngày mà tôi không xấu hổ? Làm sao mà tôi dám nhìn mặt ông với cửa nguyên? Mày thấy cái tai hại của chuyện mày làm chưa hỡi thằng bất hiếu? Con nghĩ là còn chuyện gì mờ ám trong vụ này? Thực tình chứ không biết gì hết, chứ không nhớ gì hết cho đến khi tỉnh dậy. Có phải đêm đó là cháu uống hơi nhiều rượu, cháu hơi quá chén phải không? Dạ, hồi nào tới giờ cháu đâu có biết uống rượu, cho nên khi người ta sai thì làm sao biết được mình đã làm gì, làm sao dám cả quyết mình không có làm chuyện gì sai quấy. Rồi bây giờ anh liệu sao đây? Chứ tôi thì tôi rối trí quá rồi. Tôi đã nói là chỉ có một con đường phải chọn. Nhưng mà không được đâu. Còn con Lan, còn lời giao ước cũ. Con Lan chắc nó buồn nhiều lắm, nhưng rồi chắc nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì tôi không thể nào thay đổi được. Anh biết tánh của ông nhà tôi mà. Một lời đã hứa là như đinh đóng vô cột. Nay ông mất rồi cũng vậy. Còn con Lan, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn vậy đó, thì lòng giá nào tôi nhìn nó khổ chứ. Chỉ có lời hứa thôi mà lỡ dở ra tôi còn buồn như vậy. Con Lan còn buồn như vậy. Huống chi hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ sở đến mức nào nữa chị. Chị à, chị cho phép tôi thắp ba cây nhang để thưa với anh cử một đôi lời nha chị.
cảm ơn chị. Anh Cử, xưa nay người ta nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin là tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đôi. Thắp ba nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lỗi, vì tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc hai nhà. Anh biết tính tôi mà, xưa nay tôi chưa hề nói hai nghe lời, huống chi ngày nay anh đã khuất núi, còn chỉ phải tạo tầng trong cảnh mẹ qua con côi. Anh dư biết lòng dạ tôi quyết chẳng đổi dời, còn chỉ cử đây thì trước sau vẫn vậy. Nay có chuyện biển dâu biến đổi, anh có linh thiêng tôi xin anh đừng giận đừng buồn. Anh Tú, anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ, cũng tại tôi sanh con mà không biết dạy con. Mọi việc đều do con mà ra cả, con không biết phải ăn làm sao, nói làm sao cho phải. Chị Cử à, tôi xin thề của trời đất chứng cho là tôi không có chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp cũng yên lòng đi, bác không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan không có duyên nợ cùng nhau, cho nên mới xảy ra điều tai biến. Nay chuyện lỡ ra rồi, người ta giàu còn quyền thế, thì cái chuyện này đó không có dễ gì đâu. Với chị đây, con Lan nó vô phước, nó chẳng nghĩ được làm dâu thì thôi, để nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh nhau khi tối lửa tắt đèn, nó tới lui thăm viếng. Còn chuyện quỷ hôn là do tôi quyết định, chắc nghĩ ở suối vàng anh không phiền trách chị đâu. Cháu Điệp à, chuyện mình gây ra dù cố ý hay vô tình cũng không có quyền lẩn trốn trách nhiệm. Cháu phải nhận lời cưới con ông Phủ mới phải đạo làm người. Nhưng còn Lan, làm sao cho con được gặp Lan, để cho Lan hiểu rõ lòng con? Hồi nãy nó có theo bác qua đây, nhưng nó không vô, đứng khóc ngoài hè kìa cháu à. Cháu cứ ra gặp nó đi, bác cũng không hẹp lượng gì mà không cho hai đứa gặp nhau một lần chót đâu. Anh Tú, chị Cử, chị đừng buồn, tình thân giữa hai gia đình không có gì thay đổi đâu, tôi không trách phiền gì chị đâu. Ừ, thôi tôi về. Đi đi cháu đi. Lan, tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi, đừng nói gì nữa hết. Tôi khóc rồi nè, không thấy sao mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì, có ăn nhầm gì tới ai nữa đâu. Lan, em khóc đi, em khóc nữa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm vơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi, nếu dòng lệ kia bôi xóa được những kỷ niệm của thời qua, nếu bảo em cố quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng
con em còn nhớ là cả đời em vương khổ lụy. Nhưng thôi, làng ơi em hãy quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn âm vang trong gió, ân nghĩa nắng quằn vai mà đã vội vong tình. Làng ơi tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với làng tôi là người bạc nghĩa, đối với bác Tú ở bên nhà tôi là kẻ vong ân. Hà cơm ơn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi tôi là một kẻ ngu si cờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người. Tôi nè, tôi mới ngu cho người ta đâu có ngu có dại. Người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ giỏi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi trao nên cả ngày tôi thùi, chiều lo chuyện nhà sang gánh hàng ra chợ, mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sang ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên ấy hầu mẹ miếng trầu. Ngày ngày bấm đốt ngón tay tin từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu. Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi, thôi bông con ve sầu trên cành me cao giọng hát. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, mà ra bên ngó bông rồi hờn giận con đời. Lan à, mỗi lời em nói như kim châm muối sát. Em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Tôi cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách. Nghe Lan. Không, tôi đâu có giận, có hờn, có trách móc ai đâu. Chắc còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Ông biết rồi, tới bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tay, hay là tôi ở bên nhà một mình rồi tôi khóc, khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, khóc cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng ra biển đông bát ngát, mà đám lục bình còn trôi dạt lông đông. Đâu có ai đem con sao qua sông, mà sao sao cũng sổ lòng bay xa. Lan, tôi, anh không biết phải dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là như vậy đó. Phải rồi, cái số phận của tôi nó như vậy đó.
Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chắc không bao giờ còn được đón người ta về tôi nữa. Em thôi, anh đi đi, đừng nói gì tôi nữa, đừng nói gì nữa. Lần, pháo đỏ rượu nồng đưa sáo sang sương. Sao ơi sao hỡi sao sáo sổ lòng. Sổ lòng nên sáo sang sương, để người ngơ ngác trong mong, để cho người tan nát lòng. Ve sầu gọi hè trên nhánh me tây, gió thu chưa tới nhưng lá rơi đầy. Mà rồi ai đã đi xa, để tình đôi ngã đôi nơi, pháo hồng rên vang tiếng người. Khôn á, 9-10 giờ tiểu thơ nhà này mới chịu ra khách à. Con gái mới có chồng mà ngủ trưa quá, thiên hạ họ cười chết cho con. Má, gì đây? Con không chịu nổi cái cảnh lãnh đạm thờ ơ này nữa đâu. Có chồng mà phòng không có chiếc thì thở vậy còn hơn à. Trời đất ơi, con nói sao má, má nghe lùng bùng cái lỗ tai, không nghe gì hết trơn vậy cả. Ông ơi, ông ra đây mà nghe nó cái gì mà bà la ốm tỏi lên làm như là cháy nhà vậy. Con liệu nó nói cả tháng nay thằng Điệp nó lạnh lùng như cục nước đá vậy đó. Trời ơi, như vậy là kế hoạch bắt sẻ hờ của bà nó ăn két hết trơn rồi. Liệu à, bố thằng Điệp nó đợi tôi nước non này mà mới báo cáo nè. Trời, cái bụng mày một ngày một lớn, tao với ba mà lấy cái gì mà đẩy cho kịp nè. Trời trời ơi, bà đừng có ôm sồm quá như vậy rồi nó phong thanh ra ngoài, thiên hạ họ cười chê. Thôi con Thúy Liễu vào trong đi, để đó bà lo cho. Điệp sạc đâu rồi? Gọi cậu Điệp vào hậu quan lớn coi. Ba má tính sao thì tính chứ con chịu hết nổi rồi đó. Thôi được rồi, con vào đi để ba lo cho. Ba đó, nghe tôi dặn nè. Hai bà thấy tôi dữ thì bà phải hiền nghe chưa. Hai tôi buộc thì bà gỡ. Má tôi cứng rắn thì bà phải mềm nghe chưa. Kìa, con nó đến kìa. Dạ, thưa ba cho gọi con. Má mày gọi mày chứ tao không có gọi. Đó, nói đến đó, bà có gì không bằng lòng vừa ý thì bà cứ nói thẳng để cho con nó biết đi. Lựa phải mắng vốn tụi tôi. Tôi làm quan là để tôi xử thiên hạ kìa, chứ không lẽ tôi xử kiện ở trong nhà này hay sao? Dạ thưa má, vợ chồng con ăn ở không vừa lòng má điều chi, xin má thẳng thắn rầy dạy, chúng con đội ơn má. Tôi đâu cần cô cậu quạt nồng ấp lạnh, đâu cần cô cậu dân cơm vừa nước, mà chỉ muốn cô cậu ăn ở thuận hòa đầm ấm với nhau, vui vẻ mặn nồng trước sau, không ngại tốn hao bắt rễ về nuôi trong nhà. Phiền hà điều chi mà để vợ mình coi chiếc, hai nó còn mặc cảm sang hèn cho nên nó mới lạnh đạm thờ ơ. Ngày qua ngày rồi cũng thẳng nó quen à bà. Dạ thưa ba, có nghĩ là 8-9 tháng sau mặc cảm kia có lẽ sẽ tiêu tan. Trời ơi, ông nghe chưa? Thôi, ông cứng thì để cho tôi mềm. Làm rễ cái nhà này thì phải gọi dạ và bảo dân. Dạ, dân. Lúc nào con cũng nghe lời ba má chỉ dạy. Vậy là được à. Xóm biết đều là kẻ thức thời, lầm lì lì như vậy là một thằng dại biết chưa. Mà biết giả dại qua ải mới là đứa khôn đó con à. Dạ, dân, dạ. Cậu, anh nói nghe. Nói nghe.
Gì mà quan trọng quá vậy thầy đội? Trời ơi, cậu kêu ngạo em hoài. Chưa có mang lon cai mà đội cái nỗi gì cậu. Đội hũ, đội lu, đội dù, đội lọng gì cậu. Biểu phức cái em thi hành liền à. Cậu ơi. Rồi cái cậu làm ơn nha, cậu lén lén nha, cậu xem lại cái hồ sơ dùm em coi nó có. Tôi đã cho anh biết rồi, không có gì thay đổi vào giờ chót cả. Trời, không thay đổi giờ chót nghĩa là em phải đổi xuống hấp bò to. Cậu ơi, em có lỗi tội gì đâu mà phải đổi đi xa ức quan, còn hơn đang giết đi. Ôi đời là vậy, khi cung tàn điểu tận. Biết vậy còn than gian nói gì, thôi lên đường đừng buồn. Nhưng trước khi bỏ nghe chung này đây, tôi nói rõ cho cậu hay. Vì sao mà tôi thay đổi đi? Phu nhân của cậu mang thai với người lạ, ông biểu tôi hại người. Trời ơi, bây giờ ông hại mình. Đừng nói chơi vậy nghe chú bếp. Chơi gì, tôi thương cậu, tôi mới dám tiết lộ cái vụ này. Cậu không tin tôi ha? Chú có bằng chứng gì cụ thể không? Thơ của tác giả kẻ bào thai gửi cho nhà xuất bản, được không? Đây, cậu xem đi, thì rõ hơn. Hả? Bức thơ này... Không phải, lộn, cái này nè chứ không phải cái đó. À, mà cái đó cũng của cậu luôn nữa. Chút xíu nữa, cái tôi quên mất rồi. Ai đưa thơ này hả? Hiện giờ ở đâu? Sao giờ này anh mới đưa tôi? Cái gì mà cậu quýnh lên vậy? Trời ơi, cậu quýnh tôi quán cái hư bột hư đường hết. Tôi rành cái hoàn cảnh của cậu quá mà. Tôi biểu người đưa thơ ngồi ở ngoài để tôi tìm cách bí mật tôi cho cậu biết. Cậu ấy đồng thời tôi biêu cậu một món quà nho nho, để trước khi tôi lên đường xuống hốc bò tó ngồi ngáp rùi cho qua ngày đoàn than. Thôi thôi, trời ơi, chú làm ơn chú lén đưa người đó đến đây gặp tôi, mau lên. Được rồi, mấy cái vụ dược hàng rào sắt là nghề của em mà cậu. Cậu yên chí đi, cứ đọc thơ đi. Cậu đọc chưa hết thơ là cái người đưa thơ trước mặt cậu liền. Điệp con, từ hôm đám cưới tới nay, má nhớ và trông con hoài mà không thấy vợ chồng con về. Má biết là hai con bề bộn công chuyện, nhưng con biết dưới mình mà bà con ưa sầm xì bàn tán lắm. Nếu có thể được, vợ chồng con nên thu xếp về thăm má. Lúc này má ở nhà con một mình buồn lắm. Con Lan nó vô chùa nó tu rồi. Trời ơi, nàng đã thi pháp quy y, mà chính tôi là thủ phạm đưa nàng vào đoạn đường quẩn trí. Lan, Lan ơi, tội tình chi mà phải tự đọa đày quay lưng với trần thế, giam cuộc đời vào thế giới vô ưu. Nhỏ, nè, lại đây, đó vô đi, vô nói gì nói lẹ lẹ, đặng ta dẫn ra nghe không? Dạ, cảm ơn ông Ách. Gì ông Ách, tao là bếp, có lên chức lên ông lò thì được. Cho ông Ách thì còn khuya. Kìa kìa, cậu hai ra kìa. Anh Điệp, em ra thăm anh đây. Thôi cảm ơn ông cò, nghe ông cò. Kìa Xuân, em cảm ơn ông cò nào. Dạ em nói chơi với cậu ấy, chức lớn hơn bếp là ông lò, chứ đâu có ông cò nào đâu. Cậu ơi, thôi tôi bước ra ngoài cái cánh cửa, cậu nhắn gì về nhà nhắn lẹ lẹ, rủi đổ bể nghe cậu. Chẳng những cậu không yên thân, mà tôi kỳ này khỏi xuống hốc bò to mà ông đưa xuống kẹt bà tò luôn. Lẹ lẹ đi nghe cậu. Sao Xuân, chị Lan em xuống tóc rồi hả Xuân? Anh nói chị Lan xuống đâu? Chị đâu có xuống đâu, mà chị lên chùa rồi ở bìa cái tổng luôn hả? Trời, thật rồi. Nè Xuân, em không đi thăm chị ấy sao? Ở nhà không có ai cản ngăn người, không ai lên rước chị về sao Xuân? Chị Lan có nhắn gì với anh không hả Xuân? Có không em? Anh hỏi gì nhiều quá vậy? Thì chị Lan trốn nhà đi vô chùa nên không có ai biết, sao mà cản? Kì chị bị người ta hất ma đinh cua cái đầu lăn bóng hà. Kì chị mắc cỡ quá, không cho ai thấy mặt hết á. Tiếc có lên kêu chị về mà không gặp. Em lén chưa qua rào vô chùa, kiếm hoài cũng không thấy nữa. Kia nói chị biết anh cưới vợ nên chị mới vô chùa đó. Phải đó,
Chị Lan của em thương anh nhiều lắm, biệt từ đây xa anh vĩnh viễn, nên mới mượn chôn thiện môn chôn sầu lật thảm để quên đi. Cành trái ngàn phần bé bàng, anh càng thấy thương Lan, lòng anh như nát như tan. Khi biết Lan xuất gia sống đời khổ hạnh, anh có vợ làm gì cho chí buồn chí quy y, hay anh đừng cưới vợ nữa đi cho chị Lan chỉ về nhà. Anh sẽ đi lên tới chùa tìm cho gặp mặt Lan, rồi kể rõ khúc nồi, mong rằng Lan sẽ khuây sầu mà về với gia đình và tha thứ cho anh. Vậy mình đi bây giờ đi anh Điệp. À đi em. Quán báo động, báo động. Nhỏ, trời ơi mày đi ra đi nhỏ. Trời đất ơi, trời ơi. Đi đi, mau đi ra đi, cô hai xuống kia kìa. Tôi đưa em tôi đi có chuyện cần. Nếu cô hai có hỏi anh nói sao thì nói cho xong thì thôi. Trời cậu. Đi em xuống. Cậu đừng đi. Trời ơi cậu đi là chết tôi rồi. Cái điệu này tôi lãnh đủ rồi. Anh cứ nói là tôi đi mua đồ, cô hai ở nhà sửa soạn đi, rồi tôi về tôi đưa cô về thăm mẹ tôi. Mình đi em xuống cho kịp chuyến xe lửa sáng nay. Đời nấu sông còn đâu ăn xưa ngày cũ, tóc xanh em quý đi rồi, giang xưa kia xóa mờ tâm can, ân ái đã tan nghĩa tình đâu nữa, xa cách dâu đôi dời muôn đời, vì đâu qua xưa lìa cánh bán xưa thay đổi con đò, để hôm nay khóc tình giờ Điệp. Chú làm gì đó? Sao lại đắp nó mồ con rồi khóc than kể lể? Tôi vùi chôn xác bướm khô nơi đáy mồ, như vùi sâu chôn kín nỗi niềm riêng. Đã từ lâu đeo đằng trong lòng, chôn cành Lan cô như chôn mảnh tơ lòng. Hai năm mồ song song để xuân hạ thu đông, dầu mưa nắng dài dầu cùng hứng chiều chung đôi. Chú đã đem thân gửi cửa thềm, sao còn dương dân chuyện thế gian. Kể từ bây giờ tôi
cành lan đã vùi chôn nơi đáy mồ, là chôn đi bao nỗi đau buồn. Sao giọng nói chu nghẹn ngào, sao lệ đầm quen mi. Tôi đâu có khóc. Chú lại mang thêm tội giọng ngữ rồi đó. Thôi chú vào cho thầy dạy việc. Huynh đừng mách lại với thầy nha. Lần này thôi tôi không khóc nữa đâu. Thôi chú lên hầu thầy trên chánh điện á. Vâng. Chú Tiểu ơi, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm. Mô Phật, thí chủ có điều chi mà tất tả giật chuông gọi cổng. Chú làm ơn cho tôi gặp người con gái tên Nguyễn Thị Lan đã vào đây thí pháp. Thí chủ lầm chùa rồi cũng nên. Ở đây có một người vừa thọ giới sa di nhưng lại là một nam nhi tên Điệp. Thôi đúng rồi, chú dậu gọi giùm người ấy ra đây. Vì người ta vì tôi mà bỏ nhà bỏ cửa. Người ta vì tôi mà. Chính chú ấy giữ việc giữ chuông mở cổng. Thí chủ, xin chú mở cổng dành cho tôi vào. Tôi gian chú mà. Chú làm ơn. Kìa, chú ấy ra đến kìa. Lan ơi, mở cổng cho anh vào. Anh lên đây tìm em đi nè. Lan. Trời, Điệp, hãy về đi. Lan. Chú ấy đã cắt đứt dây chuông. Lan ơi, em cắt dây chuông là cắt đứt cả tình ta rồi. Chú ấy đã quyết tìm quên lãng. Xin thi chủ cho làm náo động cửa thiền, chớ đem bụi trần làm giấy đục chôn am không. Xin cho buộc kẻ tu hành trở về cùng tục lũy. Thi chủ hãy về đi. Vâng. Đừng có sủa nữa. Sủa hoài nó sốt ruột quá rồi đó. Đội bộ mấy chân gần chết à. Ý, vợ chồng thằng Điệp về tới đó hả con? Ủa, bà là má của anh Điệp đây à? Má Điệp mình vậy đi sao? Con không nhớ được má sao con? Mới gặp hôm đám cưới đây mà. Ủa, con thằng Điệp đâu rồi? Bộ nó... Xèn bành, quốc bộ tới đây muốn rã cặp giò đây nè. Ảnh còn khệ nệ đằng sau, lướt quải, lướt mang, lướt cổng, lướt đội. Kìa, chả về kìa. Con ngồi đây nghỉ. Để mẹ đi đun nước pha bình trà ngon cho các con uống. Nước hồi sáng lạnh tanh rồi. Trời ơi, nóng gần chết mà cho uống nước trà. Bộ đây không có nước đá hả? Mà thôi, nấu đi. Tắm nước nóng cho nó sảng khoái. Nhà gì như cái ổ chuột, bực bội chết được. Về chơi 2-3 ngày mà mang theo cả đống vali, bỏ lại thì sợ mất. Bằng ôm đồm thì phải cô ba đầu sáu tay mới xách hết được. Nhà cửa gì mà không có được một đứa con nít đi xài giặt nữa. Dạ thưa mẹ, con mới về. Mợ có thưa mẹ chưa? Rồi. Mẹ vừa pha nước xong. Hai con đi tắm đi cho nó khỏe. Ý, mẹ làm gì lá vậy? Nhà không có người ăn cả ở, mẹ để đó cho vợ. Vợ chồng con lo. Mấy chuyện lặt vặt vậy à, mà mở nó lại để. Ai mượn, ai sai ai biểu. Bà tự động mới đi mà cự nữ với tôi làm sao? Nhà mình thì không có người, vợ con thì lại không có quen làm rụng chân tay. Chuyện lặt vặt thì để cho mẹ lo. Đó, nghe người ta nói chưa? Tôi có sai phái ai đâu. Thôi cô nín đi, đừng tu teo thêm cho lộn vòng. Với mẹ chồng của cô gọi trọng lúc xưng hô. Này, tôi nhắm mắt làm ngơ, sẵn sàng bỏ qua mọi việc. Từ cái việc mà húng hít chồng con, đến sự tồn tại của cái thai quan. Hôm nay anh lại lên giọng cầu cao, về đây để bắt bẻ nọ kia hả? Về ở đây hay ở phủ đường cũng chỉ vậy thôi. Dù phép sức sượt với mẹ tôi,
hành động đó không tha thứ được. Giờ anh muốn gì đây? Ra tòa ly dị là xong. Nè, anh đừng tưởng tôi đuôi mù, không thấy không biết việc gì của anh hết mà lầm. Tôi đã cho người theo dõi anh từ lâu kìa. Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng phản bội. Muốn ly dị à? Dễ mà. Thôi, cho mẹ xin đi. Đừng ai lớn tiếng với ai hết. Các con về đây là mẹ vui mẹ mừng. Có cực khổ trăm bề mẹ cũng thỏa dạ. Xá vì ba cái việc lặt vặt cỏn con đó, mẹ làm lụng hàng ngày nó cũng quen tay rồi. Đừng, đừng ai vì mẹ mà lời qua tiếng lại. Mẹ còn khổ tâm hơn kìa. Anh tưởng đâu tôi sung sướng lắm, vinh hạnh lắm để theo anh về đây à? Ra đường tôi mắc cỡ muốn chết. Chung vào căn nhà ọp ẹp nóng rang cả mặt mày vậy nè. Khát nước muốn chết, có dám rớ vô cái chén cái bát ở trong nhà này đâu. Cô nên lặng thinh là hơn. Tôi cố nhịn, cố nén cho mẹ tôi vui kìa. Chứ kỳ thực những lời lẽ mất dạy đó hả, đáng thưởng vài bậc tay cho chưa. Điệp, mày nín có được không? Hai con hãy nghe mẹ nói đi nè. Vợ chồng son nào mà không rầy rà gia chạm, chén chung sống còn khua mà. Đàn bà cấn thai ôm nghén thì hay sẵn tính, dễ cao có. Làm chồng con phải hiểu, đừng có quạo gọ quá đáng mà tội nghiệp cho nó con à. Ở trên phủ đường á thì chưa từng động đến móng tay mà. Biết tôi có thai, khi xê dịch má tôi còn phải cho người dìu đỡ mà. Chị xui cẩn thận vậy là tốt đó con. Mẹ cũng ráng lo chu toàn cho cháu nội của mẹ chứ. Con cứ nằm nghỉ, nó nói gì thì kệ nó, mọi việc để mẹ lo. Cháu nội của mẹ. Con không muốn mẹ phải hành xác vì cháu ngoại của ông già bà già vợ con. Điệp, con nói gì mà khùng khùng điên điên vậy con? Người ta cũng tưởng con khùng khùng điên điên nên họ mới chọn lựa đó. Nè, anh muốn mỉa mai ai? Nói đại đi. Tôi đã bày tỏ thái độ rồi ban nãy. Hay vì cô mặc gì quá rồi không kịp cảm nhận. Tôi muốn ly dị vì cái cổ nợ đó không phải là máu huyết của tôi. Điệp, con nói anh là chồng có hôn thú của tôi mà anh dám mở miệng mạ lị vợ anh vậy đó hả? Điệp, mẹ không ngờ con tệ như vậy đó. Ăn ở với người ta có con có cái mà chạy chối trách nhiệm, là hạng sở khanh, là đứa tồi tàn, là đồ hèn mặt đó. Mẹ nghe anh nói vậy mà được à? Con có bằng chứng trong tay. Lâu nay con lặng lẽ làm thinh nhịn nhục cho qua ngày đoạn tháng, nhưng con không thể để cho nó vô phép khinh khí mẹ. Không thể gạt gẫm mẹ, không thể cưỡng đoạt cho hòn máu vô danh kia một thâm tình bà cháu. Tôi đã nhất quyết rồi. Cô về thưa lại với ông bà cũ lo thủ tục đi là vừa. Anh đuổi tôi phải không? Có chứng mẹ ha. Được rồi, anh chống mắt xem ba má tôi lo thủ tục ly dị cho anh nè. Tôi về. Con đã con bình tĩnh nghe mẹ nói cái đã. Không bình tĩnh gì hết á. Chào. Mẹ cứ để cho người ta đi đi, cầm cổng lại làm gì. Mày hồ đồ, hạnh phúc đổ vỡ đã đành, còn thâm tình nghĩa trọng giữa người lớn với nhau mới biết tính sao đây. Ai hình như là anh Tú qua kìa. Coi rót nước uống nha con. Nhà có khách chị cử. Dạ anh mới qua. Dạ. Ơi, khách khứa gì đâu. Vợ thằng Điệp nó mới về đó anh Tú. Dạ bác mạnh giỏi. Dạ thưa bác, bác uống miếng nước. Để đó cháu, có cháu về đây thật là may quá. Thật là đúng lúc lắm. Chị cử tôi vội vã qua đây là để cho chị hay. Tôi được tin con Lan vì đang bệnh nặng ngặt nghèo, như đèn treo trước gió lập mà lòe. Hồn mỏng manh như mảnh treo chuông nặng, sắp sửa lìa trần hấp hối tầng cơn. Điệp con, dạ con hãy xem đây bức thơ của hòa thượng.
xa tội tình. Nguyện xin lo lắng hết sức mình, cánh lang lìa cành, buồn đến gốc hoa, đường địa ngục thênh thang nắng chờ nhau. Con tức tốc lên đường theo lời sư cũ dặn trong thơ, con tạo lá lại tạo ra chi ly biệt với tương phùng, mong mỏi ơn trên còn cứu kịp với bớt bình tình, lỗi của mình cũng được dời theo. Để tôi đưa thằng Điệp lên chùa, chắc nó chưa biết đường à. Dạ con có đến một lần rồi. Hả má, má. Dạ thưa mẹ con đi. Dạ thưa bác con đi. Cũng thẳng rồi đi, đừng có chạy, té chết nè con. Đời đâu xanh còn đâu ăn xưa ngày cũ, tóc xanh em quý đi rồi, giang xưa kia xóa mờ tâm can, ân ái đã tan nghĩa tình đâu nữa, xa cách dâu đôi dời muôn đời, vì đâu qua xưa lìa cánh bán xưa thay đổi con đò, để hôm nay khóc tình giờ kìa. Chú Tiểu, tôi vừa nhận được thơ của sư cũ nên tôi vội vã. Phải, thầy tôi cho tìm thi chủ mấy ngày nay, vì bệnh tình của chú Điệp ngày thêm trầm trọng, mà miệng cứ kêu tên thi chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi chuyện đời gác bỏ ngoài tai, mà lòng vẫn không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư cũ để... Mấy ngày nay thầy tôi trông đợi thi chủ đến mỏi mòn, người mới vừa rời chùa giữ trai đàn ở Linh Sơn Tự. Trời, trời ơi, vậy là đến phút cuối tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng, không lẽ suốt đời hết được thấy mặt nhau. Thì chủ ơi, chớ quá đau thương, trước lúc ra đi thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi này hãy trao áo cà sa, người hãy khoác lên giả dạng
kẻ tu hành. Rồi tôi dẫn đường vào chốn hậu liêu. À, tôi mặc vào rồi đây nè, xin chú dẫn tôi đi. Xin thí chủ đừng làm kinh động, hãy bình tĩnh theo tôi. Vâng. Chú Điệp, chú hãy cố tỉnh dậy. Thầy tới thăm chú nè. Bạch thầy. Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu. Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức ba, nên chung niết bàn thì thâm thầm mù xa, mà đường địa ngục thì thanh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng đông, phạm giới cấm môn quy, mang điều giọng ngữ. Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đức đoạn manh tơ lòng tìm vào đây, vui mò sớm với chương chiều. Mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa tơ đã dứt từ lâu rồi. Nhưng bóng trần bao lửa khuyết đầy mà sầu chưa nguôi, nay biết con không còn sống được bao lâu. Nên phúc nói bài tỏ cùng thầy, xin thầy cảm thương cho kẻ nặng sầu đã bao ngày nương nao chôn từ bi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa.
ngờ đâu. Chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa kịp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa trong vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình thiếu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cô. Lá bàn ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá bàn rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mai tranh xưa chắc u buồn quạnh què, vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ. Và hàng điệp trên sông im lìm soi đáy nước, chiếc cầu te gãy nhịp từng chân dân. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, dân bóng người con gái quậy gánh hàng trên đường về khi tan trời. Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chớm sáng thu còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm. Hôn chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nở thế gian. Câu kể lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gợi buồn gợi nhớ. Xác bươm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sẽ từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn. Điệp ơi, em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tơ lòng không dứt với thời gian. Bạch thầy, sức con đã tàn, hơi con đã mòn như đèn cạn dầu trước gió lung linh. Nếu người xưa có trở lại tìm con, thầy nói lại dùm, con đã đi, đi xa với tấm lòng thanh thoát. Kìa, có phải chăng tiếng ma kêu quỷ khóc, hay tiếng tử thần đang chờ rước hồn con? Thầy ơi, trước mắt con sao lung linh mờ ảo, con nghe lạnh cả vô thân. Lan! Kìa, tiếng quỷ vô thường. Chực rước con về lửa đốt lập lè, hay anh đuốc ma trời chờ
mặt nhau. Lan, Lan ơi, gương tình đi Lan. Trong giây phút sau cùng hầu gặp lại bạn lòng, trước phút biệt ly nghe mơ hồ ai mới gọi, như người xa mới tìm về. Lan, Lan ơi, anh là Điệp đây, em hãy gượng dậy mà nhìn cho tan mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Trời, anh Điệp. Lan, Lan ơi, tôi tình chỉ em đài đọa cuộc đời. Chôn tôi xuống trong nâu sòng khổ hành, trong khi lòng còn nặng nhớ thương. Nếu chung thì mong em không tìm được lãng quên, thì sao cô tình không cho anh gặp mặt. Nếu sư cụ không cho tìm anh đến kịp, thì chắc mình dính biệt muôn đời mà không thấy mặt nhau. Anh Điệp, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dũng đường tu, nên khi chắp tay niệm chữ Di Đà mà trước mắt chỉ có hình ảnh anh nè. Sau lần anh lặn lội đến tìm em, em lại cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt. Em muốn anh quên em đi, muốn trả anh về với gia đình hạnh phúc, nên những tờ thơ anh gửi em còn giữ nguyên đi mà em đâu có đọc. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay nào biết chuyện gia đình của anh đã đổ vỡ còn đâu. Nên em cứ mãi giữ nỗi sầu ôm chặt niềm đau, rồi năm tháng chất chồng cho lang tàn lang heo. Trời ơi, bài chi cảnh la lai cay nghiệt cho người đài đọa cuộc đời, kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lan ơi, em hãy cố gắng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về chốn kỷ niệm ngày xưa. Anh Điệp. Lan, em gặp lại anh, em mãn nguyện lắm rồi. Em vui lắm rồi. Em không có chết đâu, em đâu có chết được, phải không anh? Ờ, phải rồi. Em sẽ sống với anh, anh sẽ đưa em về. Em sẽ về với anh, về quê cũ. Anh Điệp, em nghe bên tai em có tiếng ve sầu ca hát. Mắt em như thấy con đò nhỏ bên sông, với hàng điệp trổ bông sôi hồng mặt nước. Em thấy rõ ràng gốc hoa tây trước nhà Diệp. Em đứng đó, em chờ anh về. Mà kìa, anh đi. Anh đi. Sao anh đi với người ta? Sao anh bỏ em đứng đó? Không, anh đâu có đi với ai đâu. Anh về với em mà. Hả? Anh về với em hả? Ờ. Anh đâu có bỏ em mà đi nữa, phải không? Vậy là em nghe qua cho anh rồi. Anh đừng có giận em nha. Không, anh thương em mà, anh đâu có giận em. Anh Điệp, anh đứng đâu? Anh đứng đây nè. Đây, em gặp với thầy, rồi mình về nha anh. Sao em? Anh Điệp. Lan. Anh Điệp. Sao em? Lan. Anh Điệp. Lan. 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 Trên cành bao tơ liễu kéo nhau
người trinh nữ ấy đã chết rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con người